Trong cuộc sống bạn hãy nhớ rằng, người yêu thích bạn thì dù bạn làm như thế nào cũng đều thấy đúng. Người không yêu thích bạn thì dẫu bạn làm tốt ra sao cũng thấy chướng tai gai mắt. Bạn sẽ mãi mãi không thể nào biết rằng, qua cái miệng của người ta thì bạn có bao nhiêu phiên bản. Bạn cũng sẽ không biết được rằng người ta vì bảo vệ bản thân mà đã nói những lời phỉ báng, hạ thấp bạn. Có nhiều lúc, có những việc, có những người bạn cũng không cần phải giải thích rõ ràng, vì người hiểu bạn thì mãi mãi tin tưởng bạn. Cũng có khi nhỏ lệ, không phải vì đau lòng mà chỉ vì oan ức. Cũng có khi nhẫn nhịn, không phải vì đuối lý mà chỉ vì không muốn tranh cãi. Nếu có một con vật cắn bạn một cái, lẽ nào bạn cũng phải bỏ xuống đất cắn lại nó một cái. Cũng có khi nhìn nhầm người, không phải vì bạn khờ khạo mà là vì bạn lương thiện. Cũng có khi giúp nhầm người, không phải vì bạn ngốc chỉ vì bạn quá coi trọng tình cảm. Cứ sống hồn nhiên thì lòng mình sẽ bình yên.